Xin chào tất cả mọi người. Long Thả lên giúp chúng ta. Đây là huy chương đồng nha. Và bây giờ sẽ là giải huy chương đồng của hạng cân 47 kg. Xin giới thiệu trận thi đấu giải huy chương đồng hạng cân 46 kg. Vận động viên Lê Thị Quỳnh Trang, đơn vị Nghệ An trang đỏ, gặp vận động viên Lê Đình Giang, đơn vị Thái Nguyên trang màu xanh. Sau trận đấu này, mời hai vận động viên Nguyễn Thị Thanh Huyền, đơn vị Hà Nam và vận động viên Nguyễn Thị Thanh, đơn vị Thanh Hóa chuẩn bị. Chương đồng giữa Thủy Trang của Nghệ An và Lệ Giang của Thái Nguyên. Thủy Trang mang sắc màu đỏ, Giang của Thái Nguyên mang sắc màu xanh. Đây là huy chương đồng của hạng cân 46 kg, và đây là lượt trận thứ 51 của ngày đấu hôm nay. Bóng đá tự do, 2 điểm số cho Giang của Thái Nguyên. Giữ lại. Vậy là đã có điểm tuyệt đối rồi. Chiến thắng tuyệt đối rồi. Giữ lại. Vậy là đã có điểm tuyệt đối rồi. Xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Vận động viên Lệ Giang trang phục xanh, đơn vị Thái Nguyên giành huy chương đồng hạng cân 46 kg. Đề nghị quý khán giả cùng các xin giới thiệu trận thi đấu giành huy chương đồng hạng cân 46 kg. Vận động viên Lê Thị Quỳnh Trang, đơn vị Nghệ An trang đỏ, gặp vận động viên Lê Giang, đơn vị Thái Nguyên trang màu xanh. Sau trận đấu này, mời hai vận động viên Nguyễn Thị Thanh Huyền, đơn vị Hà Nam và vận động viên Nguyễn Thị Thanh, đơn vị Thanh Hóa chuẩn bị. Giữ lại. Vậy là đã có điểm tuyệt đối rồi.